Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm tặng quà Tết công nhân, người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tuyên Quang. tập trung thực hiện đề án xây dựng huyện Xuân Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Công việc của những người nông dân, những người phải lao động mưu sinh ngoài trời trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Trong phần tin thế giới, ngoại trưởng EU nhóm họp về xung đột Israel Hamas. chiều nay đoàn công tác trung ương do đồng chí Bùi Thị Bình Hoài, bí thư trung ương đảng, trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc tết tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Sơn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội; Nguyễn Đình Khang, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Bùi Thị Hòa, chủ tịch trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam. Đón tiếp và tham gia với các hoạt động của đoàn công tác có các đồng chí Trổ Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và huyện Yên Sơn. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương đã tới thăm, chúc Tết tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Trân Sơn, Trung Môn, Tứ Quận, Lăng Quán. Đồng chí biểu dương tỉnh Tuyên Quang đã luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Tôi cũng rất là vui mừng được ghi nhận và biểu dương tỉnh Tuyên Quang của chúng ta đã tích cực quan tâm thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân đặc biệt trong dịp tết năm nay đã dành ngân sách tiết kiệm và vận động xã hội hóa được nhiều nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo đồng bào bị ảnh hưởng gặp khó khăn do thiên tai bão lũ người vùng sâu vùng miền núi và người lao động làm việc tại các cụm công nghiệp đảm bảo mọi nhà mọi người đều vui xuân đón tết đầm ấm thăm hỏi tặng quà Tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty cổ phần Cút Len Tuyên Quang. Đồng chí trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài gửi lời hỏi thăm ân cần tới toàn thể công nhân, người lao động của công ty. Đồng thời ghi nhận biểu dương đơn vị cũng như chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động. Nhân dịp này, đoàn công tác của Trung ương đã tặng 500 xuất quà tới bà con của 4 xã Trần Sơn, Trung Môn, Tứ Quận, Lăng Quán, và công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tặng số tiền 110 triệu đồng hỗ trợ sinh kế và 1.000 suất sữa cho các hộ nghèo của huyện Yên Sơn. Để mọi người, mọi nhà được đón Tết vui tươi, đầm ấm, tỉnh Tuyên Quang đã bố trí và tổ chức tặng 16.300 xuất quà cho người có công với cách mạng, cho tặng gần 1.000 xuất quà của Chủ tịch nước cho người cao tuổi, tặng trên 600 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi. Vận động làm 50 ngôi nhà nhân ái, tiếp nhận ủng hộ trên 20.000 xuất quà Tết, trị giá trên 5 tỷ đồng tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bằng tiền mặt cho gần 5.000 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, cá nhân đồng chí trưởng ban dân vận trung ương Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác. Đồng chí khẳng định, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo Tết để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân an lành, no ấm. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, Trầu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và huyện Sơn Dương. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Sơn Dương và lãnh đạo các ngành của tỉnh đã báo cáo những kết quả đã đạt được trong chuyển ca đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Việc tiếp nhận phân bổ các nguồn lực hỗ trợ đến hết năm 2023, huyện Sơn Dương có 18 trên 30 xã, đạt 19 trên 19 tiêu chí bình quân đạt trên 17 tiêu chí một xã, ba xã nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 12%. Các tiêu chí xây dựng thị trấn Sơn Dương đạt chuẩn đô thị văn minh được thực hiện theo kế hoạch. Tổng số kinh phí các đơn vị đã bố trí nguồn lực và đang triển khai thực hiện là trên 617 tỷ đồng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị huyện Sơn Dương tận dụng tối đa và triển khai hiệu quả nguồn lực của các nhà tài trợ, tập trung xây dựng đường giao thông, xóa nhà tạm, nhà ruột nát cho hộ nghèo nhấn mạnh về nhiệm vụ quan trọng này, đồng chí bí thư tỉnh ủy Trọng Văn Lâm yêu cầu các ủy chính quyền từ tỉnh tới cơ sở phải thật chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, phân khai sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ của các bộ ban ngành cơ quan trung ương, các tập đoàn doanh nghiệp và các tỉnh thành phố, xác định rõ lộ trình, mốc thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành từng tiêu chí đảm bảo theo đúng lộ trình của đề án. Kết luận cuộc họp, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở ngành theo phân công của ủy ban nhân dân tỉnh bám nắm có ý kiến với các bộ ngành, các tập đoàn kinh tế, các tỉnh thành phố để huy động nguồn lực thực hiện đề án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có phương án đề xuất cụ thể các đầu điểm, hạng mục đầu tư để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí trong thời gian sớm nhất, hoàn thành mục tiêu đưa huyện Sơn Dương về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình. cũng trong sáng nay đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 30, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phiên họp đã xem xét thảo luận cho ý kiến và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo phản ánh của công dân tháng 1 năm 2024. Trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết trả lời 42 kiến nghị của cử tri. Sau kỳ họp thông qua các buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp 48 kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng xem xét giải quyết trả lời theo quy định. Tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị văn phòng các tổ Hội đồng nhân dân tỉnh ra soát tổng hợp đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri, theo dõi đôn đốc giám sát việc trả lời giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết các nội dung cử tri đề xuất kiến nghị đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các ý kiến kiến nghị của cử tri là một trong những cơ sở quan trọng để Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung giám sát, đảm bảo các cơ chế chính sách của nhà nước của tỉnh được triển khai hiệu quả tại cơ sở. Phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã xem xét thảo luận về báo cáo tổng hợp nhóm nội dung đề xuất khảo sát giám sát phục vụ các phiên giải trình chất vấn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo quyết định thành lập đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 và một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 tại Đảng bộ phường Tân Hà và Đảng bộ phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Trong dịp mùng 3 tháng 2, Đảng bộ phường Tân Hà có 29 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng trong đó một đảng viên nhận huy hiệu 75 tuổi đảng đảng bộ phường văn thiết có 22 đảng viên nhận huy hiệu đảng đồng chí bí thư thành ủy tại đức tuyên chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp công hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của đảng nói chung và đảng bộ thành phố tuyên quang nói riêng đồng chí bí thư thành ủy mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục đóng góp trí tuệ chung tay góp sức cùng với đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Sáng nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ và kiểm tra thực hiện, kiểm tra thực tế việc thi công một số công trình dự án trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới có mức đầu tư trên 225 tỷ đồng, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại các nội dung công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng quy hoạch thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công, đấu thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát đã hoàn thành, tổng giá trị giải ngân trên 179 tỷ đồng. Dự án cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh có mức đầu tư gần 124 tỷ đồng, chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Cơ bản hoàn thành trên 95% tổng thể dự án do đoạn 4 đang triển khai thực hiện. Công trình bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen tại địa điểm mới hiện đang được triển khai theo kế hoạch lãnh đạo các sở ngành chủ đầu tư đã thảo luận đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án kết luận cuộc họp đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoàng việt phương yêu cầu các chủ đầu tư phải khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ có giải pháp điều chỉnh thi công phù hợp huy động tối đa máy móc thiết bị nhân lực tăng ca kíp có phương án thi công xuyên tết phối hợp với cơ quan công an để đảm bảo phương án phòng cháy chữa cháy các sở ngành có liên quan tăng cường phối hợp với chủ đầu tư triển khai các công việc đảm bảo tiến độ chất lượng các công trình Riêng đối với dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, và đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 15 tháng 8 năm 2024. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, nhất là trẻ mầm non, khi đến lớp, các bậc phụ huynh và các nhà trường đã chủ động thực hiện các biện pháp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự đưa con đến lớp muộn hơn thường ngày, mặc thêm nhiều lớp áo khoác. Đó là cách mà các phụ huynh đang thực hiện khi đưa trẻ đến trường trong những ngày rét đậm như hiện nay. Tại trường, trẻ được chăm sóc tốt, đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng, nên cha mẹ cũng yên tâm khi gửi con ở trường. Thì mình cũng thấy là nhiệt độ xuống rất là thấp, sáng ra dậy rất là lạnh. Thì mình cũng có là chuẩn bị cho con như là trước khi ra khỏi nhà thì mình sẽ xoa dầu ấm, làm ấm lưng và ngực cho con. Sau đó thì ăn uống đầy đủ, no thì các con mới ấm được. Sau đấy mình sẽ mặc cho các con áo len, áo giữ nhiệt và thêm một lớp áo phao cùng một lớp áo khoác mỏng để các con đến lớp có thể cởi áo phao ra mặc. Thời tiết lạnh như thế này, các nhiều mẹ cũng sẽ rất là lo lắng. Nhưng mà mình nghĩ là cho con đi học nó sẽ ấm áp. Ở nhà có khi là con sẽ chạy nhảy, với lại cũng phụ huynh cũng chắc cũng bận đi làm công việc của mình ấy. Thì là cho con đến lớp thì có cô ở trong lớp. Tại các trường mầm non, các hoạt động của trẻ đều được tổ chức trong không gian lớp học không ra ngoài trời. Các giáo viên cũng chủ động, linh hoạt bài dạy sao cho vừa đáp ứng được yêu cầu giáo dục, vừa đảm bảo giữ ấm cho trẻ. Những bài học vận động được các cô cho trẻ thực hiện nhiều hơn. Các nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vật tư trong y tế để chăm sóc trẻ. Các phòng học, phòng bán chú đảm bảo tránh gió lùa, chế độ dinh dưỡng được chú trọng, ăn ấm, uống ấm. À, chỉ đạo các nhóm lớp là um, lắp xốp cho các con, để cho nó không bị tiếp xúc với nền lạnh và bên cạnh đấy thì trong các giờ ngủ thì là giáo viên là cũng giải đệm và đắp chăn ấm cho trẻ và với nhiệt độ xuống thấp như thế này thì là trường chúng tôi là có điều hòa hai chiều cho nên là cũng bật điều hòa cho trẻ đủ ấm. Cùng với các biện pháp đã triển khai, các nhà trường và phụ huynh cũng cần chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để có những điều chỉnh hợp lý để trẻ có đủ sức khỏe tham gia học tập vui chơi tại trường học. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có Tuyên Quang đang hứng chịu đợt rét đậm nhất từ đầu mùa. Nhiệt độ giảm sâu trung bình từ 8 đến 13 độ khiến cho công việc của những người nông dân hay những người phải lao động ngoài trời, mưu sinh càng thêm vất vả. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, không khí mua bán thường sôi động. Nhưng do thời tiết rét đậm nên lượng khách đến mua hoa của bà Mai cũng giảm hơn so với những ngày trước đây. Mặc nhiều lớp áo, đội mũ kín đầu, đeo khẩu trang là cách để bà chống lại cái lạnh khi phải ở ngoài trời nhiều giờ liền. Đi vì 4 giờ kém hoặc là hơn 4 giờ gì đấy nên là phải mà mặc áo kín, đội mũ kín và đeo khẩu trang làm cái này việc này nó ướt áp chân tay lạnh lắm. Không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường, khu vực Bắc Bộ mưa nhỏ, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 đến 10 độ, vùng núi có nơi từ 3 đến 6 độ. Tại thành phố Tuyên Quang, sáng nay nhiệt độ có lúc giảm xuống còn 8 độ, trời lạnh buốt. Thời tiết lạnh hơn, nhưng nhịp sống vẫn phải diễn ra. Với những người phải làm việc lao động ngoài trời thì công việc cũng thêm vất vả. Tranh thủ hơ tay bên chậu than củi để sưởi ấm, họ vẫn tiếp tục thường ngày để mưu sinh. À, hôm nay thời tiết rất là lạnh, gió lạnh nhiều. Lúc may quá ra đây thì có đống lửa đây thì anh em cũng ngồi quây quần đây cho nó ấm công việc của những người giao hàng cũng thêm phần khó khăn. Từ sáng sớm cho đến tối, vẫn mệt mài di chuyển trong thời tiết giá rét. Cần mẫn làm việc với hy vọng có thể kiếm thêm thu nhập cho cái Tết đủ đầy hơn. Lạnh như này mà vào thời tiết thì mình sẽ ra vào buổi sáng và buổi chiều. Còn buổi tối thì hơi lạnh thì mình sẽ được nghỉ. Cho dù trời lạnh như này thì em vẫn cố gắng giao hết hàng cho công ty. Dự báo đợt rét này còn kéo dài nhiều ngày. Do đó người dân khi đi ra ngoài và làm việc ngoài trời, cần trang bị áo ấm, khăn len, mũ, găng tay để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Trong phần tiếp theo của chương trình Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các mô hình, dự án phát triển sản xuất Tuyên quang với nhiều loại hình du lịch độc đáo, riêng có, đang tạo nên sức hút đối với du khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện vùng Cao Lâm Bình trong những năm qua, huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, xã Bình An, huyện Lâm Bình đã sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhà văn hóa, làm đường bê tông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân. Từ các nguồn hỗ trợ, xã đã đầu tư xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, làm đường trục phát triển, chợ trung tâm. Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ có phần để bình an hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Về cơ sở hạ tầng là tương đối được đồng bộ. À, hiện nay thì trường trung học cơ sở là cũng đang tổ chức thực hiện và đang thi công các cái công trình như nhà đa năng, nhà hiệu bộ và bán nhà bán trú cho học sinh và cái tuyến đường của xã. Đến nay cơ bản là đường thôn, đường xã cũng cơ bản đã thông suốt đến các thôn bản đi lại dễ dàng. Đến nay nhiều tuyến đường vào trung tâm huyện kết nối với các địa phương sắp xanh và các khu điểm du lịch đã được đầu tư xây dựng nâng cấp, hoàn thành đưa vào sử dụng như DT188 từ Chiêm Hóa đến Tổ Bình, đường giao thông Lăng Can Phúc Yên, đường từ ngã ba Nà Tông, xã Thượng Lâm đến ra Bến Thủy, bên cạnh đó là các công trình hạ tầng khác phục vụ cho lĩnh vực giáo dục đào tạo y tế cũng được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân đến thời điểm hiện nay thì huyện đã cơ bản hình thành được cái giao thông kết nối trong trong huyện và ngoài ngoài huyện gắn với du lịch và uh, tất cả các cái trục giao thông uh, đối đối với các xã các thôn thì đều được nhựa hóa và bê tông hóa đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì tập trung quyết liệt chỉ đạo hoàn thành hoàn thành vượt cái chỉ tiêu về bê tông hóa đường giao thông nội đồng gắn với phối hợp với các cơ quan ở tỉnh để tổ chức hoàn thành cái cầu nông thôn theo đúng cái lộ trình đề ra Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, năm 2024, huyện Lâm Bình tập trung triển khai thực hiện quy hoạch thị trấn Lăng Can, quy hoạch chung xây dựng xã, xây dựng đô thị mới Thượng Lâm. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông và trung tâm huyện kết nối với các địa phương lân cận, đường giao thông đến các danh lam thắng cảnh, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần giảm nghèo, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, Hội nông dân tỉnh đã triển khai dự án ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà thịt theo hướng an toàn sinh học tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn. Bà Trần Thị Hương rất vui khi là một trong những hộ tham gia dự án ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong chăn nuôi gà. Qua quá trình thực hiện, bà được hướng dẫn kỹ thuật cách chăm sóc để đàn gà phát triển khỏe mạnh, Ngoài hiệu quả kinh tế, dự án còn giúp bà tiếp cận với các kiến thức về sản xuất chăn nuôi. Thì thấy gà là đạt hiệu quả rất chi là cao. cái tỷ lệ đạt 98%. Đấy và trong đó là các hộ là cũng đã cùng nhau gọi là chăm sóc thì chúng tôi cũng rất mong muốn là được nhân rộng các cái điển hình, các cái mô hình về kinh tế, ví dụ như là chăn nuôi gà. Đảng ủy và chính quyền địa phương cũng dựa vào các cái chương trình chính sách đặc biệt là cái chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong đó có dự án phát triển sinh kế thì từ đó là cũng định hướng cho các thôn bản đăng ký cái nhu nhu cầu thực hiện cái chăn nuôi gà để từ đó phát triển kinh tế của địa phương Dự án ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà thịt theo hướng an toàn sinh học tại xã Hùng Lợi do Hội Nông dân triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2023. Qua đó khuyến khích nông dân phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi kiểu mới theo hướng bền vững, bảo vệ sức khỏe con người, không gây ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội nông dân tỉnh có tiếp nhận cái nguồn vốn từ Trung ương Hội nông dân Việt Nam đầu tư vào các, cho các hộ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Hùng Lợi và với mong muốn là đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học và ứng dụng chế phẩm vi sinh để các hộ có thể là chăn nuôi nâng cao cái hiệu quả trong quá trình chăn nuôi. Đây cũng là một trong những hình thức hỗ trợ sinh kế phù hợp với nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số tạo động lực giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Tết Nguyên đán đang tới gần cũng là lúc nhiều người lên kế hoạch du xuân, đi du lịch cùng với gia đình và tuyên quang với nhiều loại hình du lịch độc đáo riêng có cũng tạo nên sức hút đối với du khách trong kỳ nghỉ, nghỉ Tết năm nay. Tết Nguyên đán là một trong những đợt cao điểm của du lịch. Hiện doanh nghiệp này đang triển khai nhiều dịch vụ, đảm bảo cho du khách có những trải nghiệm thú vị và an toàn khi đến với xứ tuyên. Dựa trên tour đã được thiết kế, năm nay đơn vị tổ chức hành trình Tết Việt với nhiều đoàn khách đến Tuyên Quang để trải nghiệm từ ngày 28 Tết. Cùng với chương trình tham quan, du khách sẽ đến thăm nhà dân, cùng người dân gói bánh trưng, đi chợ mua hoa hay đến thu hoạch nông sản tại các nông trại. Ngoài những cái tour cơ bản mà chúng tôi đã làm từ trước tới nay thì chúng tôi có chuẩn bị thêm những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu, phù hợp với trong cái dịp Tết nguyên đán này. Cái sản phẩm mà chúng tôi đã đẩy ra thị trường ấy thì cũng được giúp khách đón nhận và số lượng đăng ký cũng tương đối. Năm nay bức tranh kinh tế chung đang có nhiều khó khăn, người dân buộc phải cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên không vì thế mà các doanh nghiệp hạn chế khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch tập trung khai thác các tour ngắn ngày gắn với trải nghiệm văn hóa dựa trên nhu cầu của du khách. Với gần 500 di tích lịch sử gắn với những địa danh nổi tiếng, tỉnh đã và đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch theo hướng bền vững, chú trọng phát triển các loại hình du lịch lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Và Tuyên Quang đang trở thành một lựa chọn thú vị cho nhiều du khách trong kỳ nghỉ Tết âm lịch tới đây. Để chuẩn bị tốt cho công tác đón tiếp khách trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán, năm 2024, ban quản lý chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đặc biệt là các cái đơn vị doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên các địa bàn đề nghị các cái đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt đầu tư xây dựng cơ sở cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ các cái nguồn nhân lực, vật lực để phục vụ đón khách du lịch nhằm gây ấn tượng tạo hiệu ứng tốt cho một năm mới. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các khách sạn, cơ sở lưu trú cũng quan tâm chuẩn bị chu đáo để chào đón khách với các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống. Đặc biệt, năm nay khi tuyến đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ được đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển nhanh và tiết kiệm được thời gian khi đến với Tuyên Quang. Xuân yêu thương Tết đong đầy, tặng quà cho các em nhỏ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là chương trình vừa được Đoàn Thanh niên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tri đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang tổ chức tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn. Tại chương trình, các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở Kiến Thiết đã được nhận những phần quà thiết thực như áo ấm, ba lô, nhu yếu phẩm TV, bộ dụng cụ dạy học STEM, sân bóng rổ di động, thiết bị y tế với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Thì hôm nay chúng tôi cũng rất là vinh dự lên đây và mang theo rất là nhiều nguồn lực bao gồm là ba lô áo ấm à, hoạt động thăm khám chữa bệnh miễn phí à, tặng cho các trường mỗi trường một chiếc tivi để giúp cho các con có thể có những cái trải nghiệm học tập tốt hơn à, vâng kính thưa quý vị ngày hôm nay ngoài những món quà mang tới cho các em học sinh cùng với rất nhiều những hoạt động trải nghiệm thì còn có một hoạt động hết sức có ý nghĩa à. đó chính là việc khám sức khỏe cho các em học sinh 200 em học sinh ở trường đã được các y bác sĩ của Bệnh viện Đông Đô Hà Nội kiểm tra sức khỏe, thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình còn mang đến cho các em nhiều hoạt động trải nghiệm như kỹ năng chơi bóng rổ để các em được tiếp cận với những môn thể thao bổ ích và lý thú. Bên cạnh đó, gian hàng công đồng gồm quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi cũng thu hút đông đảo người dân và các em học sinh tham gia chúng con được các cô chú tặng quà ra chúng con còn được các cô chú dạy và được các cô chú hướng dẫn các hoạt động thêm như là tập bóng rổ ném bóng rổ chúng con muốn gửi lời cảm ơn đến các cô chú các nhà hảo tâm đã dành thời gian quan tâm và đã đến tại trường của chúng con chăm dạy chúng con các hoạt động đoàn đã đem đến cho nhà trường chúng tôi tặng cho các em học sinh rất nhiều các món quà và đó chính là những tấm lòng và vàng mà các đồng chí đã dành cho chúng tôi để cho các con ở vùng sâu vùng xa có phần nào để yên tâm trong học tập. Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà sáu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Kiến Thiết. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, giúp người dân và các em nhỏ vùng sâu vùng xa có thêm niềm vui đến trường, có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Sau đây là những thông tin giá cả thị trường ngày hôm nay 23 tháng 1. Giá cà phê trong nước giao dịch đầu giờ sáng nay 23 tháng 1 tiếp đà tăng từ 400 đồng đến 500 đồng 1 kg lên mức 72.700 đến 72.900 đồng 1 kg. Cụ thể giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức 72.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 72.900 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân sô tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di si Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 72.200 đồng 1 kg. Còn lại tỉnh Đắk Lắk cà phê được thu mua ở mức 72.800 đồng 1 kg đến 72.900 đồng 1 kg. Còn gần 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng các nhà vườn, các tiểu thương buôn bán hoa lan hồ điệp đã nhộn nhịp, tấp nập hơn rất nhiều so với ngày thường. Khảo sát cho thấy, thị trường hoa lan hồ điệp thời điểm này vẫn duy trì được sự ổn định, Cụ thể, giá bán buôn lan hồ điệp loại mini dao so động từ 90.000 đồng đến 140.000 đồng trên cây. Đối với hồ điệp cánh lớn dao so động từ 90.000 đồng đến 600.000 đồng trên cây. Năm nay sản lượng lan hồ điệp tăng do các nhà vườn trồng nhiều, tuy nhiên giá bán vẫn giữ ở mức ổn định so với mọi năm. Giá lợn hơi miền Bắc hôm nay giảm sâu nhất 3.000 đồng trên 1 kg và dao động trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Mức giá 55.000 đồng trên 1 kg được ghi nhận tại Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Mức giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng trên 1 kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Yên Bái, Hà Nam, Ninh Bình. Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận mức tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg và dao động trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tin Thế Giới, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu đã nhóm họp tại Brussels để thảo luận về cuộc xung đột Israel-Hamas. Trước cuộc họp, cơ quan ngoại giao EU đã chuyển một tài liệu thảo luận tới các quốc gia thành viên, trong đó trọng tâm là lời kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình do EU, Ai Cập, Jordan, Ả Rập Xê Út và liên đoàn các quốc gia Ả Rập tổ chức. EU đã soạn thảo một kế hoạch 10 điểm cho một giải pháp toàn diện đáng tin cậy về cuộc xung đột Israel-Hamas, mặc dù điều này cần sự quyết tâm tham gia của các nước thành viên EU và khối này cũng phải nỗ lực hết mình. Theo bản báo cáo do cơ quan ngoại giao EU chuẩn bị, kế hoạch của EU vạch ra một loạt bước đi mà cuối cùng có thể mang lại hòa bình cho giải Gaza, thành lập một nhà nước Palestine độc lập, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và thế giới Ả Rập, đồng thời bảo đảm an ninh lâu dài trong khu vực. Các lực lượng Mỹ và Anh tiếp tục thực hiện một đợt tấn công mới nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen. Lầu Năm Góc cho biết mục tiêu tấn công là một địa điểm lưu trữ dưới lòng đất của Houthi, cũng như các tên lửa và thiết bị giám sát được lực lượng này sử dụng để tấn công tàu trên biển đỏ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã tấn công nhiều mục tiêu tại hai địa điểm quân sự gần sân bay Sana. Những cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại của toàn cầu và làm dấy lên lo ngại lạm phát gia tăng trên thế giới chính phủ canada đã công bố các biện pháp mới nhằm hạn chế và ngăn chặn việc lạm dụng chương trình sinh viên quốc tế thông qua thị thực du học tại quốc gia này trong số các biện pháp mới, đáng chú ý là việc Canada sẽ hạn chế quyền tiếp cận giấy phép lao động đối với sinh viên nước ngoài và vợ chồng của họ nhằm giảm tối đa việc lạm dụng chương trình giáo dục quốc tế của Canada. Dự kiến các biện pháp mới nói trên sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 9 tới, trong đó cũng sẽ ngừng cả việc cấp giấy phép lao động sau tốt nghiệp cho các sinh viên quốc tế như hiện nay những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo